Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường tràn xuống ở hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, làm cho mưa nhỏ sẽ diễn ra ở nhiều nơi trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh lần này chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Dự báo đến ngày Chủ nhật của tuần này, ngày 6 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh mới tăng cường với cường độ mạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Bên cạnh đó, sẽ nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to, mưa trên diện rộng. Phạm vi mưa trên diện rộng bao gồm cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Trong đó, các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ xảy ra mưa rất to, kèm theo đó là dông gió giật mạnh. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trong cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông cấp 2 đến cấp 3, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, về sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa rải rác, gió nhẹ, về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền đông có nơi trên 34 độ. Và cuối bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.